Don't stop. Oh, yeah, Jack. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của mình. Dưới 25 triệu đồng nên mua xe máy giá rẻ nào tốt nhất để đi chơi Tết? Đây là câu hỏi mà khá nhiều người đang phân vân hiện nay. Nếu các bạn chưa đủ điều kiện về kinh tế để mua những chiếc xe tay ga, xe số hay xe côn tay đắt tiền thì vẫn có thể lựa chọn cho mình những mẫu xe tiện dụng, tiết kiệm với số tiền trong khoảng dưới 25 triệu đồng. Trong đó thì cũng có cả những mẫu xe có giá dưới 20 triệu đồng đang rất đáng mua ở thời điểm hiện tại. Video ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra những mẫu xe giá phù hợp dành cho những người có thu nhập trung bình để đi chơi Tết. Các bạn thích dòng xe nào? Hãy lại để lại bình luận của mình ở phần nhận xét nhé. Đầu tiên là chiếc xe Honda Wayanfa 110, có giá bán dao động từ 17 triệu đến 17,5 triệu đồng tùy theo từng màu sắc. Wayanfa 110 là một trong những mẫu xe tiên phong trong phân khúc xe cô số của Honda tại thị trường xe máy Việt Nam. Wayanfa 110 đặc trưng với phong cách thiết kế thân thiện, tạo cho người dùng sự thoải mái, thuận tiện, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đời sống hàng ngày. Phiên bản mới năm 2019 với điểm nhấn là màu xanh dương đậm và tem xe độc đáo sẽ góp phần gia tăng sự tinh tế cho diện mạo của mẫu xe cũng như mang lại sự năng động, linh hoạt cần có cho một mẫu xe số phổ thông này. Wayanfa được Honda Việt Nam chính thức giới thiệu thế hệ đầu tiên vào năm 2002, hành trình 17 năm. Với những cải tiến không ngừng về cả thiết kế và động cơ đem lại cho Wayanfa vị trí hàng đầu vững chắc trong phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam. Tính đến nay, Wayanfa đã đồng hành và đem đến niềm vui cầm lái cho hơn 5 triệu khách hàng. Tính đến nay thì mẫu xe này vẫn đang có doanh thu đứng thứ hai của hãng Honda chỉ sau mẫu xe tay ga Honda Vision và chiếm đến 22% doanh thu của hãng. Tiếp đến là chiếc xe Honda Wayrix Fi 110. Giá bán hiện tại dao động từ 21 triệu 400 nghìn đồng đến 24 triệu 500 nghìn đồng tùy theo từng phiên bản. Wayrix Fi 110 sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ, thể thao và năng động hơn. Trên phiên bản mới, các nhà thiết kế đã thay đổi tem xe, đồng thời vận dụng một cách tinh tế nghệ thuật phối màu nhằm nhấn mạnh hơn nữa về chất thể thao riêng biệt của mẫu xe này. Kết quả là đã tạo lên một tổng thể một mẫu xe vừa kế thừa được phong cách khỏe khoắn đặc trưng của dòng xe RX mà vẫn gây được ấn tượng mới đặc biệt, nâng tầm phong cách cho người chủ sở hữu. Mẫu xe này cũng đang được người dân là rất là ưa chuộng ở thời điểm hiện tại với hệ thống phun xăng điện tử Fi và trang bị động cơ 110 phân khối 4 kỳ Slender làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại là 8,8 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 8,77 Nm tại 6.000 vòng trên phút đi cùng hộp số 4 cấp. Tuy nhiên, ở phiên bản 2019 không có sự khác biệt nhiều so với bản 2018, nhưng sự thu hút của Wayrix Fi 110 vẫn khiến doanh số bán xe tại các đại lý tăng lên rất nhiều, đặc biệt là dịp giáp Tết Nguyên đán 2019 này. Tiếp đến là chiếc xe Honda Blade 110, có giá bán dao động từ 17 triệu 500 nghìn đồng đến 20 triệu 500 nghìn đồng tùy theo từng phiên bản. Blade 110 là mẫu xe mới nhất được giới thiệu trong phân khúc xe số của Honda Việt Nam vào năm 2014. Kế thừa những tinh hoa trong thiết kế của dòng xe số Honda là nhỏ gọn, thân thiện, Blade 110 sở hữu thiết kế cá tính và đầy mạnh mẽ. Ở bản mới nhất, tem xe mới với những đường cắt giao nhau đầy sắc sảo, mạnh mẽ, kết hợp cùng với những đường nét, sắc cạnh chạy toàn dọc thân xe, mang đến một nét trẻ trung, thu hút khó cưỡng, khẳng định cá tính riêng của người dùng. Vẫn hướng tới mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và gia tăng sự mạnh mẽ trong vận hành, Blade 110 sử dụng động cơ 110 phân khối làm mát bằng không khí với công suất tối đa 6,18 kW tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 8,65 Nm tại 5.500 vòng trên phút, kế thừa những đặc tính ưu việt của động cơ Honda 110 danh tiếng để cải tiến tối ưu hóa khả năng tăng tốc và chuyển động. Đây cũng sẽ hứa hẹn là dòng xe đáng được quan tâm ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là các màu sắc mới trong năm 2019 này. Tiếp theo nữa là chiếc xe Yamaha Sirius với hai phiên bản, Sirius chế hòa khí và Sirius Fi.
Giá bán hiện tại có sự dao động chênh lệch từ 18.800.000 đồng đến 23.900.000 đồng tùy theo từng phiên bản. Sirius là một trong những dòng xe số bán chạy nhất của Yamaha Moto tại thị trường xe máy Việt Nam trong thời gian qua. Mẫu xe có nhiều đường nét góc cạnh, thể thao và rất phù hợp với giới trẻ. Trên thị trường hiện có hai loại Yamaha Sirius, loại sử dụng chế hòa khí và loại trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI. Ở phiên bản chế hòa khí, khối động cơ SOHC 4 thì 2 van, dung tích 110,3 phân khối, la mát bằng không khí, xe đoạt mômen xoắn là 9 Nm tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút và cho công suất tối đa là 8,9 mã lực tại vòng tua máy 5.000 vòng trên phút. Trong khi thì ở phản phun xăng điện tử FI sẽ có dung tích là 115 phân khối, công suất là 8,7 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mômen xoắn là 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Cả hai đều sở hữu chung hộp số 4 cấp và dung tích bình xăng là 3,8 lít. Ở phiên bản mới năm 2019, được thay đổi hoàn toàn về màu sắc, đặc biệt là các màu sắc mới được xuất hiện trên mẫu xe này. Đây cũng là điểm nhấn cho mẫu xe số bán chạy nhất của Yamaha. Hứa hẹn trong năm 2019 này, mẫu xe này sẽ tiếp tục là dòng xe đáng mua nhất của thời điểm hiện tại, đặc biệt là dịp Tết cuối năm nay. Cuối cùng là hai chiếc xe của hãng SOM, trong đó có chiếc xe SOM Galaxy SR115 và chiếc xe SOM Galaxy Sport 115 phiên bản côn tay. Giá bán hiện tại có sự chênh lệch, dao động từ 18.200.000 đồng đến 20.900.000 đồng tùy theo từng dòng xe. SOM Galaxy SR115 và SOM Galaxy Sport 115 đều sở hữu chung thiết kế với ngoại hình mang nét trẻ trung, năng động, sở hữu nhiều chi tiết đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với đặc tính thích sự mới lạ và khác biệt của người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là nam giới. Đây có lẽ là mẫu xe số và côn tay đáng để trải nghiệm nhất ở thời điểm hiện tại, bởi dòng xe này có thiết kế rất thể thao, giá rẻ, động cơ tương đối tốt, đặc biệt lại rất phù hợp với những người mới bắt đầu tập chơi xe côn tay. Cả hai cùng được trang bị khối động cơ 4 thì 115 phân khối cho công suất tối đa 7,2 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút. Mômen xoắn cực đại là 7,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút, đi cùng hộp số 4 cấp và bình xăng với dung tích là 3,4 lít. Trên đây, mình đã giới thiệu những mẫu xe có mức giá dưới 25 triệu đồng, trong đó có cả những mẫu xe có giá là dưới 20 triệu đồng rất đáng mua ở thời điểm hiện tại. Các bạn thích dòng xe nào? Hãy để lại bình luận của mình ở phần nhận xét nhé. Mình rất muốn đưa đến cho các bạn những thông tin mới nhất về các dòng xe, đặc biệt là những dòng xe đáng mua, bởi mình đã trải nghiệm qua những dòng xe này rồi. Đều rất đáng để quan tâm, để tham khảo, để mua trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là những bạn là sinh viên hoặc những người có thu nhập trung bình tại Việt Nam chúng ta. Bởi những dòng xe này đến thời điểm hiện tại, đặc biệt là hai hãng Honda và hãng Yamaha, thì những chiếc xe như Honda Wave 110 hay chiếc xe Yamaha Sirius đang là những mẫu xe đầu bảng trong danh sách những mẫu xe số phổ thông bán chạy nhất tại thị trường xe máy Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.